Thưa quý vị, với đa số phiếu thuận, chiều nay 22 tháng 11, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Kết quả bỏ phiếu kín có 424 trên 459 đại biểu bỏ phiếu thuận, đồng ý với tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hiện tại, Bộ Chính trị đã phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến được điều chuyển sang làm trưởng ban bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương.